Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Giờ tôi sẽ đi uống rượu với một người bạn của tôi. Chai rượu chúng tôi hôm nay uống sẽ là chai rượu ngô các bạn ạ. Chai này là chai lít rưỡi. Nhưng mà anh bạn tôi lại bảo là lít rưỡi không đủ. Vậy nên tôi sẽ mang thêm một chai nhỏ này nữa. Và giờ thì đi thôi, let's go. Cái hẹn đây rồi. Hello anh, lâu lắm rồi gặp. À, nhìn như Việt kiều về nước thế này, chào em lâu lắm rồi. Không em. Ôi anh. Lâu lắm anh em gặp nhỉ? Được chưa, kiều món chưa? Em kiều rồi. Anh em chỉ việc ngồi chờ thôi. Hoàng Hoàng cứ bệ chạy trái thôi thì đâu mà. Đấy. Không hiểu sao không phải đúng không? Hoàng cô mẹ trên trái. Dưới đi bắc mà có bắc thì không qua đúng không? Thôi thì nói gì thôi là một cái bắc là đúng không bà luôn á. Mới đại anh có đấy. Ngồi thì ý mình phá đây là mình không biết mà cái quả là bóng này không này. Đây là anh Nam tới nhà anh trong thì. Đúng, anh là con 6. Anh đi Grab qua. Anh là con 6. Ông đồng chở con con 6. Anh chở chắc qua bạn. Anh hiện là 12 đứa không mặt. Bố ông vẫn đang đến lóa mình nghe. Giờ cái thuốc không mặt. Sẵn sàng mình cứ đang ở pha anh mình đúng nghe cái giọng đúng như thế. Đúng cấp gì đúng cấp gì đúng nửa tiếng anh mà nửa tiếng nữa. Làm gì từ đó tới. Vòng hai vòng nữa chậm nửa tiếng.
mắt nhìn nhau đám cưới đầu tiên là uống hai bàn kéo bàn nó kéo bàn nó ngồi chung với nhau xong rồi ôm nhau hai ông này ôm nhau à tình cảm anh em à quê hương đồng hương bên họ có gì chị ơi cho chị cái tô đá nha. Mình cứ mà, ông ngoài ra một chúng ta đi đúng rồi. Mình đấy nó lẹ nuôi gì? Mình lẹ nó là vô lý, nó quá là anh cãng rồi to à. Thằng này là, thằng cận này là thì mẹ máu thì rất nhiều trên dưới luôn. À, thằng nào lẹ thằng đấy mà máu. Thì lúc đấy biết là sao thằng này nó lẹ ông ngoài. Nó lẹ nhau lại, nó lên thì đúng, bắt đầu là vô lý, đúng, đi đủ, nó hai bên lẹ nhau, anh thì cũng cãng. Hai bên lẹ nhau. Máu của anh cũng hết, anh đâu bị dính gì cả. Nó vô lý cũng chảy trước, thằng Hoàng cũng không bị gì. Bên nói, à, đấy là cả thằng Quan đấy thì bên nó nặng bên nó bố lăng thằng mà về sau chúng nó tự đánh nhau luôn đánh nhau luôn cứ làm sao mà anh vàng làm bớt xòe xòe bên nó một thằng nặng thế rồi khác xong đánh Hoàng biết ôm lấy ra ăn thêm đi luôn cái thằng chạy nhau luôn nam giai cũng mệt nữa không say quá say nữa không ngủ có nhớ gì không luôn điện thoại mất của tôi rồi xong rồi bệnh viện có xin không cũng không chỉ đi cho anh ăn rồi hay vừa vừa là nguy hiểm lắm. Nhưng mà xây chỉ bạn mình thì bạn mình thôi. Chứ mà cứ bàn lọ linh tinh nói không hiểu nhau là mai mốt rồi kéo vô một hồi chúng thì bởi vậy kể cả các bạn chế giao lưu luôn chế giao lưu. Bây giờ mình đâu biết được nó người như nào. Bởi vậy gặp viên rượu vô là nó không kiểm soát được, không hiểu không? Đúng rồi. Men rồi không gửi ra được. Gì ấy? Giống nhau nhưng mà sao rõ ra chi? Anh em chúc sức khỏe cái nhỉ? Chó cũng quần đó quần sao ngon đây được.
vài giây thì đi tiếp thì cũng cùng thấy đủ có thấy cái thèm quá trời thèm luôn. Ai ngờ đúng hôm sau mình làm gọi luôn. đúng luôn à. Chúng tôi làm một cái gì anh? Vừa qua ngày Trung thắng mình đó. Cũng rất à. Em muốn tăng gì? Không. Đó là bờ sông ngay cầu Nguyễn Đức Cảnh á. Quay đi tắt luôn. Anh đi xem đâu. Chạy vô trong giao hàng mà. Nó mười mấy tỷ đúng đi rồi. Đúng rồi, em nói gì không? Nhất. Có cái hàng mà nó có đi cấp ở nhà, nó còn chung cư 81 tầng á. Nhà ở nhà đúng là giàu, xì gà nữa. Xì gà nó này, nó cái thụ nó có một cái tủ cao, tủ lạnh là xì gà. Rồi cái hoa có nhiều cổng hình có đốc luôn. Mỗi lần ăn không món gì đâu quay lên, đúng độc áo, chai rượu đúng nó cầm cái rìu nó chặt bom phát lên rồi. Suốt ngày nó mở cái bài này, em nói là em mở bài hay đấy như cái gì bất quay ra đó, chuyên mở cái nhạc đấy, em mới biết bài đó chứ bộ. Nó chỉ quay mình như là nó cầm điện thoại tay nó quay. Vô cái chung cư đó rồi mà nó xuống đi lấy cục cây á mà bảo quay nó phải đứng ở cái sảnh nó mở cửa cắt đi ra thì ông cứ cúi đầu chào. Thế rồi. Ghê gì. Sếp à. Dân công dân cư chung cư á, sếp gì? Khi dân mà cũng có. Bộ bảo vệ thì túc trực đứng ngay cái cửa sảnh chính. Chung cư cao cấp thì nó phải biết. Sếp nó nhìn lên mà đâu có thấy ra mà không gật đầu chào á là ngày mai là đâu có đổi xuống kia mắng ngay đúng không? Hầm dưới xe. Đất xe chết mẹ luôn. Mình đi thứ hai rồi người nhỉ. Rồi. Bình mới khui bình mới luôn. Cũng là mấy lần ăn nữa. Dọn em mắng nhiều đường. Để bán cho vui như dài dài nhiều khách không? Rồi, phải mối mà rượu mình rượu phải rượu là lựa khách anh nhở? Không phải ai cũng uống được không? Mắc quá. Mặt đâu ăn cho đường nó lần. Ai biết uống mới uống được, không biết uống không được. Không phải không biết uống mà nó mắc quá chứ không phải ai biết uống. Thế ý là nói thế, mắc quá nhiều người ra uống ví dụ chẳng hạn như là uống rượu 80.000 một lít thôi. Rượu mình toàn 250-300 một lít thì người ta cảm thấy là không uống được. Uống nữa chối. Bán là sản phẩm kén khách. Kén khách, khách chọn lựa, chọn lọc, không bán khách tạp nham. Rượu này rồi em mua mà em không dám mua mấy tại vì ý là tại vì bây giờ mình vào đây kiểu cũng quen uống bia á. Rượu mà nó không ngon mà. Uống bia, anh uống một két bia. Một két bia là 300.000. Mà làm sao anh ngon lòng uống một lít rượu được? Anh thử nghĩ trong đầu thử coi. Đúng không? Nhưng mà uống một két bia 300.000 không thể ngon bằng uống một lít rượu được. Đúng không? Đúng. Rượu mình uống mình nói chuyện cho vui hơn. Đúng. Tất cả nó tưng tửng tưởng hơn. Chất lượng anh bia một két bia ba anh em mình uống thì làm sao mà ra gì? Đúng. Bữa là 8 lon uống nhà anh ghé Hoàng anh gọi em làm mấy lon đó. Bữa là đâu biết đâu chạy cho thấy cũng tá mặt gì đấy. Mới đầu nó sọt xạo nó kêu em bị quan cái kiến lên nó bị nó bẻ thì đúng mấy cái kiến nó bẻ thì bẻ một bên thôi còn đâu đúng nó tùm lum mấy chỗ anh lấy quan đi à là đâu đi bữa nó đi chơi với em bà con ông quay quan một số xui nè không biết cái loa ông hỏng thì là hát cả nhà mà nó có đâu có hỏng mẹ loa nói chung á mình nói qua nói lại có người xui xẻo như là do mình hết tính cách cổ vàng đi chơi rồi. Có nghĩa là như kiểu là như hôm bữa mà không bị thì hôm khác bị. Mình gieo nhân nào thì mình sẽ gặt quả đó. Chứ không phải là thì mình bây giờ mình trồng cây thì đến lúc đến ngày hái quả thôi chứ đến mấy lần hái quả đó em có đơn giản như vậy không phải là xui xẻo gì hết ngày hôm đó không xảy ra thì tụi em còn nô trống nữa thì cũng có ngày khác xảy ra lúc đi cổ vàng chơi là cũng bị phải là có iPhone pin kém lắm. Anh bên cả đa số thằng nào chạy ra ngoài cũng đụng mắt thòn cái dự phòng nè. Anh Nam cái vụ mà thằng Toàn đi câu chia sao? Đấy nó đi được 2 ngày mới về đó. Đi đấy cái kể đi kỳ cái phim là như nào? Kể đi. Đâu đi kỳ là vụ mạng đó chứ đi kỳ nó vụ gì? Trốn về. Lúc này thì nó đi xong rồi nửa đêm nó trốn về thôi. Sao mà đi kỳ như phim? Kỳ thì vụ mạng đó. Anh tưởng mạng vụ mạng. Thì sao đúng không? Em ở đấy mà đánh nhau đấy là đúng là chúng là bên nó không được gọi là dân bình thường. Đúng rồi. Đánh nhau bình thường nó không có đem lại bán hàng đâu. Hôm đó chúng là dân bình thường. Lúc ông Hoàng xỉ nó còn kéo biết gì à? Em nói một quà, không em nói một quà thằng Hoàng, anh sợ gì?
từ lúc mà đánh nhau xong ra ngoài nha, là cái thằng lồn mà đánh nhau ở ngoài đấy, mình to ấy. Nó biết từ lúc nó xìm ra mình biết ra bảo vệ nó cái cây thịt, nó thấy tay nó cầm cái cây dài này nè, tường hào cái đó hàng hay là súng. Ừ. Nhưng là cái đấy cái dù nhưng nó gắn nổ một súng roi là anh cái lôi ra bảo vệ, em đâu có nhìn nữa mà em lấy đồ mã cầm cây nó đi bẹn chó chém chết luôn. Ừ. ôm nó xong rồi thằng bạn nó định xông đánh ai đó, nhưng mà lúc mà ngoài nó nằm ở dưới đất cái chỗ nằm luôn đúng không? Nhà bánh xe nó còn bên nó cũng ghế chứ. Ừ, cái bánh xe nó chỗ. Nhà bánh xe nó còn dí mình nữa hả? Ừ. Thế là một thằng nó mới dí, một thằng nó dí không hàng tiếp. Thì đó thằng bạn nó mới can ở dưới đừng đánh nữa. Thế là hàng nó cút tàu luôn, đánh mẹ nhau luôn. Ừ. Hai đánh nhau, máu mẹ bét tiếp luôn mà. Nó xỉn mẹ nó dạo á. Nhưng mà bọn nó vào sau bọn em, bọn vào sau bọn em cảm thấy đồng hồ. Mình đều xong ra rồi, không có vô đó, thằng nào cũng xử hết rồi. Chắc đành, cũng đúng rồi, đúng chứ. Đành đủ mấy nhậu vào ngoài rồi, không mới vô mà. Đúng rồi. Sao đụng đen rồi? Ông Hoàng lúc đó là đúng cỏ, không bị. Lúc em ăn quà, mấy cô đi rồi, phải ra ngoài, nó gắm trong sọ. Lúc xong còn mẩu ăn hoài, người hơi cần ngoài, mua đi ngoài, sọ đéo, mua cho mày luôn. Thế đầu ông Hoàng, ông châm lên phát là mấy cái lạc xung quanh đi về hết luôn. Quán nói quà nó uống nhiều đâu, quà ở nhà nó không nhậu luôn. Quà nó không nhậu, nó tỉnh, mà trong đấy nó vui quá nó uống, ở nhà nó đâu uống đâu. Toàn nó đứng chủ yếu lên. Trời ơi, hả sợ liên lụy. Không, không, quán nó thích nhậu chứ không phải là thằng quán. Ý anh nói bên bạn bên cạnh nhá. Đúng không? Chờ phát đời trẻ luôn à? Thế quán nói anh đâu biết, quán nó tỉnh, quán nó không nhậu đâu mà, quán nói anh em. Nhớ không? Lúc mà chưa đánh nhau á, tức là lúc mà chưa đánh nhau. Thì nó bắt đầu là mà vui lắm. Anh vui thì mẹ nó cũng đánh nhau đẹp. Cái bà mẹ không phải con đứa gái nó trẻ lắm, bụng nó có ngon. Ừ. Bắt đầu nó lên cái gái nó cứ lướt cứ. Anh gái thì nó sạc mình luôn mà. Ừ. Phúc luôn. Sau đó thì thằng Hoàng mới ra đi theo đó. Ừ. Tức là như này. Bọn nó đi khoảng 6 7 đứa, cả con trai con gái nó trẻ lắm, bọn nó chửi đá mọi người. Đẹp. Gái là cũng mắm người thiểm á. Cuối cùng con trai con gái mới người thiểm nữa. Nhưng mà mình cứ sạc bán nó tự. Thế là em đá mắt nó đủ mà nó đá mắt nó nhảy, nó xa bên mình, nó đá nó nhảy. Hai đứa gái nó trẻ xong, đứa nào nó nhảy xong. Thì thằng bố nó đứng cạnh, thằng bố nó trẻ, nó học sinh à. Học vào lớp 12, lại học một cùng. Thì bạn thấy hai con này cũng xỉn, nó sang, đúng không? Nhảy dính cả lưng hết mà. Cả lưng anh ạ. Xuống rồi. Chưa đánh nhau. Đẹp lắm. À, cũng hên là hôm đó không có ăn. Quán nó cháy mắt. Hên bảo không có em, mấy con kia chết em luôn đấy. Nó đẹp thế nhưng mà thằng kia nó sợ quá, nó chắc mẹ nó. Một con là bố nó, một con nó đi ra ngoài. Thằng Quán đi theo nó ra ngoài tận cổng mà. Thằng Quán vừa đi ra và vừa vào phát là đủ mắt. Nếu hiểu thì đứng trước một phút là tự nguyên thằng kia đủ mắt cầm cái xe phéo nó con Hoàng quá. Là ông Hoàng bắt đầu cũng đập cái đó. Đập đó nó bán cung vé rồi, nó cung lì cầm đĩa trên cái đĩa ăn được này. Thấy cô Lý cũng đập với nó, em thì đúng mắt ôm cái thằng kia, thằng Toàn thì đúng mắt nó cũng đập, nhưng mà cái thằng nào mà đập nó tỉnh mà nó có xỉn nẻo đâu, thì cái bà nó lạc ra, cái bà nó lạc ra. Rồi mới khôn. Nó tỉnh, nó vẫn nắm chủ được không? Vẫn nắm được cái tình thế. Quá là em phải đáp ơn à. Nhưng mà về sau của căng quá thì đúng mắt, bắt đầu về sau em. Bà nó đập vừa đập vừa đó đó. Đấy, vừa sau á. Đập thế thì còn bỏ còn mấy lần mở, mấy lần nhân viên nó còn căng căng căng, lấy máu me đúng mà trong. Em nói là bên nó hàng hai là máu chảy từ chân, nó ướt sũng hết luôn áo luôn mà chỉ biết rồi đấy. Nó xì mà thằng đâu. Cái thằng chó mà đập người nào nó bị gì không? Có, nó bị chứ. Nó cũng máu nhung màng thôi. Thằng mắt kiến là bị nặng đúng không? Thằng mắt kiến là bị đen cu lý đập. Tại vì thằng là chở xong máu đập á. Mắt kiến cu lý kêu là đúng á, em ốp nguyên cái đĩa cho mỏ lắm. Nó bị té, em ốp nguyên cái đĩa cho mỏ lắm. Đập cái cu lý công an đến mẹ trước mắt lên hết phường á. Ừ, quán nó dễ gì để cho công an tới. Chỉ là vô tình nếu mà công an nó phát hiện thôi. Nặng lắm công an nó tới. Nói chung là các ông đánh nhau mà chết thì công an nó sẽ xuất hiện. Án mạng công an nó sẽ xuất hiện. Hay là làm loạn quá bắt đầu kéo băng hai cuốn xong rồi kéo băng lại hai bên đấu nó mới tới. Cầm dao cầm kiếm gọi là cứ đang đánh nhau trong quán là quán không có điện đâu. Cái điện chi để đâu cũng mắc công an xuống nó phiền phức. Không sao, quá đi ra ngoài đánh nhau tiếp mà. Vẫn trong bãi chứa xe thôi, không gì hết. Trừ khi anh đánh nhau làm loạn khu dân cư lên thì nó mới ấy thôi. Đúng rồi, dân điện gọi là dân nó điện. Dân nó điện, quán không điện luôn. Gọi là quán xá. Có như là hè băng mình cũng gọi băng tới, bên trước gọi băng tới, bắt đầu nhảy vô. Dân nó điện. Dân nó sẽ đánh quán không điện luôn. Quán không bảo điện. Chờ chảy ra từ chảy ra án mạng rồi quán ơi, đúng rồi. Khỏi điện, công an nó xuống. Công an nó xuống lơ, đúng mắt người mềm sẵn muốn rồi.
lên bệnh viện quận 6, bệnh viện quận 6 đâu dám chữa đâu. Trả về à? Trả về. Máu quá. Máu lạnh. Máu nhiều quá. Máu rất từ máu mà mẹ ông mà rất từ trên xuống dưới mà. Anh em có phải là thích uống rượu đâu, phải gặp nhau lâu lâu anh em gặp nhau ấy, hàng tình cảm nó đỡ phai nhạt, lâu ngày không gặp tình cảm nó nhạt nhòa đi, hiểu không? Tống rủ em mới gặp em từ chối rồi, tống sợ sận hết rồi. Gặp như gì nữa, nhiều khi lâu lâu quá là khi nghỉ chơi luôn. Biết tính rồi, thì tại rủ nhiều lắm rồi. Nói đường không đi, người mà lâu ngày, người mà lâu ngày. Lâu ngày không qua lại là sẽ thành người dưng. Người dân luôn ra đường luôn luôn quên mặt luôn cái còn gì nữa đâu, không nhìn thấy là quên mặt đi. Lo tầm nữa tụi mấy lần tụi không đi được, tụi anh ta rủ tầm sáng anh gọi điện đấy, tụi em đang đi không, anh nghĩ gấp như kiểu là như kiểu hẹn hò, như kiểu là tình nhân, kiểu lén lén lút lút anh hiểu không? Giống như mày hẹn ăn cứ như là tình nhân lén lén lút lút hẹn giống như tối qua đó. Ừ, hẹn trước không đi được. Ngày mai ít nhất hẹn trước một ngày. Toàn hẹn lên lên luôn. Tụi mấy hôm nay đi được không? Bây giờ đi nhé. Sao đi được? Còn cũng như mấy lần Hoàng nó gọi nhau. Như kiểu là yêu kiểu lén lút đấy anh nhở? Làm thế không? Nhưng mà ra ra gọi nhau gọi ngay tầm người ta đồng hồ đi làm mẻ rồi gọi nhau đi được. Bây giờ tắt áp rồi nhau từ máy. Trước. Chưa? Ví dụ hôm qua anh không đi được, nhưng mà hôm mai anh phải xem em là hiểu là không đi được. Là chính của tất cả cái mọi thứ mình bảo là vui thì tự nhiên đến một lúc nào đó mình tự nhiên mình gặp tất cả mọi điều mọi thứ dẻo, không phải là do cái tính cách mình hết, là do cái tính cách của mình nó kiểu luôn nuôi dưỡng cái điều đó, nó nuôi dưỡng một cái vấn đề đó. Thế là cứ hàng ngày nó cứ dồn lại như kiểu mình trồng cái cây. Cái bữa ở Lê Hồng Phong nó cũng tắt đổ đầu rồi. Đúng không? Ông kể ông cái ok đó. Nó kêu là đợt đó nó chạy vô anh là người băng bó cho chồng được. Không ai đánh nhau ấy. Nhưng mà nó kêu là bá chặt giao thông. Đúng rồi. Ông muốn ba mới kể mà ông ấy. Đúng rồi, nó nói anh là bá chặt giao thông. Ông kể mà mẹ có gì đâu, bữa anh đi cái ok lẻ nào lẻ thằng nào biết lẻ thằng nào. Bản thân rồi. Ờ lẻ nào ấy bị chạy bất tâm gì ấy đi cái ok đó. Rồi đúng không? Sao? Mình không làm sao em. Giống như em là không nhậu muốn giống mẹ em về đi luôn. Karaoke còn mình mà đánh lộn nước thì vô luôn. Karaoke rồi, máu có thành phẩm. Nếu có liên quan với nhau mà đánh lộn nước thì thôi, đúng không? Đúng không vậy đâu? Sao đi đái gặp nhau rồi, chửi nhau rồi. Đi đái rồi, uống mấy lần chú đái. Đi đái nhìn thấy mẹ thằng này. Chị mình biết thế. Thì một thằng ở quán ốc sinh viên thì lên tập bắn á, đi đái là bị đâm chết á, nó lại phòng mình luôn. Đái đánh nhau chỗ đái à? Thằng nhân viên cũng đi đái, thằng nhân viên cũng đi đái. Đúng không? Đúng không? Đi ra cứ đòi mang 2 lít. Nhưng mà cầm về đâu ra đâu. Rồi đi ra bàn nhậu. Má ông nhìn thấy thằng nhân viên. Ông uống được không? Ngồi cũng lúc đó nó hết ca ngồi rồi bên kia. Xong rồi nói cái đồng. Má ông cầm đầu nó tán nó. Nó là ngay quán của nó mà mấy thằng làm bếp nó cũng lao ra luôn, xin lại luôn qua chia rồi mấy đồ múc nó lúc xỉ mẹ nó sao bằng loại cho nó tỉnh cáo lắm mấy nhân làm bếp luôn. Ừ, không biết là nhân viên bếp đang làm sao mà có cái cũng biết nhân viên nó hết ca mà bàn đó thì là nhậu chế là nó cũng dọn ra nó nhậu mà không hài lòng mình cũng nhậu bàn này về chế đi toilet sau rồi nó xúc nó gì giống nó qua quẹt chủ nó thì nó im lên cha. Nó biết thân phận nó nhân viên rồi đi qua nắm cái gì gật đầu tán biết thằng trong người bà đó là nó thang luôn thang luôn từ bếp nó thấy thang nhau nó ùa ra luôn nó xin chết luôn chạy ra tới ngoài cửa đấy bà nói đây là cái mất sợ vợ còn nó sinh viên bên mình em phát chết em xuống đâu nhớ nhớ bên nhà bố mẹ em kể thôi. Em đi từ về gần nhà em ngay cái đường công căng mà để em không chuyển hướng em thôi, em đi đường trong đường ngoài nữa, cái đéo nó có đứa con gái thì bố nó đi. Nó biết lúc em sai nó sai thì biết là đúng, nó quẩn đi xe mà đúng, nó quẩn đi xe mà nó sai không, nó đi cố mà nó quay lại chửi em. Thôi con gái chấp hơn gì thì lúc đó lông chắc đó vừa mình anh quay lại bảo hối em đúng anh chứ biết em sai mà em cứ đòi chửi ta kệ đó đẹp mà xong nó bỏ chứ mày đứng lại em có đứng lại luôn chắc là gì đời anh đi luôn không đi. Đứng lại chứ đứng lại anh còn đứng lại sẽ biết không chửi đó nhá, bảo em
anh biết anh nhậu. Anh có giải thích cho nó đâu. Mày nhậu luôn, mày nhậu xỉn mà mới đi được. Anh biết anh nhậu nhưng mà anh đang nhìn trong ra, anh cũng đâm một đít em đâm một đít anh. Anh bị nhậu. Tôi mày đứng đấy. Đấy nó móc điện thoại. À đúng rồi, tao đang bị đây mày. Anh em ở đây đừng có đi luôn. Nó giả vờ thôi. Thế anh mày gọi điện giả vờ, gọi điện cho em anh bảo tôi muốn đến đây xử lý anh vụ này cái. Nó bùa đó. Nó bùa, nó giả vờ thôi. Giả vờ xỉn cô đó, nó bùa đó. Vậy vậy. Nhưng mà ý là mình cũng cứ đứng lại nói chuyện bình thường, không chửi bậy nhá, không chửi bậy luôn. Con gái thì mình đi luôn. Nói chung là con gái thì thôi. Nói chung là đi luôn, nhưng mà ý là đứng lại nói là em ơi. Ý là anh có xỉn nhưng mà... Em ơi, em mời làm cái gì lúc đấy? Chẳng có xe thì có xe. Con trai nó không mát rồi bây giờ. Được. Nó nguy hiểm, không có chuyện gì xảy ra, nó cười. Dính như vậy không ạ? Thì con gái mình đứng lại, bắt tỉnh lên tí. Nhưng mà có xinh không? Nó đang khẩu trang nó kính cận, nó đeo xin vậy mà anh phải bảo nó bỏ khẩu trang ra đi. Nó đi bỏ kính cận nó thử thì ăn đúng rồi, quay lại thì đi thôi em ơi. Chứ không phải nó giả vờ, nó giả vờ giữ để đúng không? Đâu không mông quạnh chứ không vậy anh ấy hiếp rồi thằng cũng không kéo đâu, ngay cái đường võ ăn kiệt buổi chiều đúng không? Trời đừng có mông quạnh. Nó mới hẹn của tôi mà. Cứ đi qua nghẹt chứ là gặp tôi ta đó. Giả vờ nó giữ tí thôi. Thằng gian gọi điện nó tao đọc cái chèm vẹt mẹ rồi. Hiếp ngày gì tới từ lương sắc thì thôi. Đúng rồi. Ý là với chung bọn khác mày mua là mày đến đây à? Từ thứ bảy đến đây à? Đến đây là có lấy nó cũng họ thấy là gặp mình chụp tắt rồi. Đúng không? Luôn là vừa rồi. Mày đến đây đúng không? Đúng rồi. Mày nhà mày vừa rồi. Mày đến đây. Mày đến đây. Nó hổ thấy gặp mình là chụp tắt rồi mình đi. Em đi mẹ luôn mà. Dạ. Yeah. Nghĩ kẻ sao cũng kẻ. Nó thằng thằng kia nó bảo hiểm cho mắt. Này thì mày đến đây nè. Con gái thôi. Nó giả vờ thôi. Nó khôn luôn. Nó khôn đấy, nó khôn đấy. Con đấy nó khôn. Nó khôn mà ý anh không là chúng mới ba chọn như ngoài hay là gặp những thằng mà nó lắm tính nào. Sao đúng không? Hoàn là xong. Ừ. Thì nó xong phim rồi. Chứ tí là nó giận rồi khôn nhưng mà cũng anh thôi. Gặp cái A Hoàng là đúng. Cái A gì chẳng hạn đấy. Gặp em mới có anh thì cũng không ngay công làm gì đúng là lạnh đúng nên là mình thôi nhưng không chỉ đấy lúc từ lúc em vào Sài Gòn gây chiến mỗi ngày lồ trong nhà con mèo mặc em là đủ mấy mọi cu lì bố mẹ là lập công trận những củ mèo nó to nó cao nó kiểu như người đó những cái con mèo sau ngoài chợ nó khỏe chứ không khỏe nó cao. Ném con mèo mà đây, ném con mèo. Ừ. Ném con mèo mà đây. Ừ. Ném mà. Thằng như anh là con chuột. Là phải cả má lồ anh có thích cái đợt em nhờ anh nhớ mà cái nhà má lò mà thuê không đủ má của con nếu con mèo nó xử ngay nó không phải đợi đủ má anh xử con mèo anh mày xử con mèo cái bạn lấy thịt luôn anh đập bò anh vừa lắm chắc đủ má nó mày xử con mèo cái bạn lấy thịt luôn anh đập bò anh vừa lắm chắc một cái hàng như mình nó bự hơn mình không hàng nó lại nó được không nó phải chơi hàng anh phải chơi hàng chứ anh không mình nó bự hơn mình đúng mà mọi người nhà mình đập nó không sướng à mình đúng với người đồng đội chứ nhà anh bố em gần nhau. Cô cần đúng quá thì thằng cũng có chọn con mèo mà. Bây giờ nó có võ thì mình không có võ thì mình phải dùng gọi là dùng dùng súng này. Đúng mà đúng rồi, đúng rồi. 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 Ý nó bán mấy xe đẩy ai đúng không? Nó thấy mình hiểu đúng mà xong chủ nó thuê kế bên nhà anh nữa thì nó giáp mặt em ở đấy lúc ấy đủ mà nó trả thù ra nên là đủ mà thôi có mà thế nào cũng bán lại mà về gọi đủ mà cu để bố em trong mẹ em ra bốn gia đình em 5 người đâu cũng đang đủ mà vừa ra trong nhà kéo thẳng cửa xếp luôn không có gọi thì mẹ xong rồi đập luôn lúc đập lại nhanh tưởng à nhưng mà xong rồi thế mà lo gọi công an là nhà anh là cũng mệt nha nhưng mà đúng mà nó đập nó chết rồi mà lo đập chết cái gì bây giờ anh áp đáo tại gia là bây giờ nó gọi công an đến là mà thằng giả chứa nó gấp mùng đâu không nhưng mà em mình đi đồ giả ta anh xông nhà còn nhà người ta đánh người ta thì anh nhưng mà cái bây giờ cũng phải có đầu câu chuyện chứ sao mà đánh được kể cả đầu câu chuyện như nào bảo em mà kiểu đó thì công an nó bảo đóng xương là bây giờ tôi đang đứng anh đấy người ta ló mà ló là quấn ra thì đúng nhưng mà nếu mà nó thưa ra thì đưa ra là mệt đó anh ơi thằng đấy là ngu rồi gặp em thì em đã cho anh đánh bết em làm anh mấy lít cho nó
tự buồn nhá. Đúng không? Tự buồn thì mới chọn con mèo. Ừ, cái năng nướng là định sang nhà mẹ ăn cơm. Con Tâm nó ở trên lầu. Đổ má nó còn nó đem mặt em luôn. Mà mấy lần mình nhìn nó cứ nhìn em kiểu kiểu nhưng mà mình cứ nó giò mẹ nó to quá cao, nó nhiều sức của nó, khỏe nó, rồi nó cao, nó phải bảy mấy mà đánh nhau tay nó đâm nó xong được lại được. Thằng này em ăn nó không? Em cứ phải ngang ngang nó, rồi to to bằng nhau thì cứ phải nhau được. Mình chơi mình đúng với nhỏ người chơi chiêu, như hồi nhỏ đánh cu lì đánh nhau bằng xi nó đánh biết bằng xi nó xi luôn, đánh đập cu lì vỡ đầu luôn.
Đấy. Nó ném con mèo mặt anh là nó hớp rồi. Đấy. Lẽ ra nó ném củ cạch mặt anh thì nó bình thường luôn. Đó. Chỉ trong á. Là có thằng em bà con cũng hớp vậy đó. Trong hẻm rồi nè, mà trong hẻm thì có mấy quán cà phê, nó cứ đi ngang có quán cà phê là nó uống quá, còn cà phê uống hết vậy là, sao bị cái tán cho hai cái, nó ngứa tay, từ đó đi nó chém, không đi được chém là lấy cho bộ, đừng bao đi xe máy qua, cứ chửi đó, mẹ đang ngồi cà phê nó quay và nó chém. Chắc cô lì à? Chắc cô lì, cô lì cho tay đỡ thì đúng không? Cô lì mẹ với sao cô kiện nó thì... Biết nó đâu kiện, không biết nó là ai, tại vì rồi. Sao biết được nó, tại vì cái đường nó đường thông, nó đi qua lại nhiều lần. Nếu cô lì cứ chửi, cứ chửi nó thì... Vậy cô lì kiểu giống cái thằng gấp đúng cái thằng anh Quang nói đấy. Nhưng mà quan trọng là thằng đấy thằng nào? Không biết nó là ai. Không biết nó là ai đâu, thì sao chắc biết nó là ai rồi. Không biết nó ở chỗ nào, phòng trọ nào mà tìm. Tức là cái đường thông không, như cái đường này. Ví dụ nó là thằng này, đéo thằng đấy nó đi qua cái đường này. Cô lì ngày đéo nó chửi nó. Chán tao léo đi qua luôn. Nó mất tích luôn. Thì bởi vậy đấy, bởi vậy khổ. Đi cho. Cô đi chán á, người mắt lên viện nó mất tích. Có cái thằng gốc á, em cứ lên từng đi. Người ta đang uống cà phê á, uống đồ tướng chứ. Người ta uống đồ tướng mới tích. Đang uống đồ tăng đưa cao trào hết mẹ các bạn lên nè. Ôi mẹ nhìn mẹ nó đúng mà đi từ cục quay xuống. Anh chờ mãnh cứ đồng phải tổng lái nhá đâu. Nhưng mà làm mày là tao mát nó còn mưa đi từ ở cái cầu quay đến trường Trần Phú á đến ngã ba kẹo quan sài ông ẻm đi vừa xuống mát thì mẹ nó vẽ thằng mới phát lưng luôn con kẹo nhảy lên nhảy lên một chút xíu chuyện kém nhau bầm nhau thế con muốn mất tích đúng không đâu mưa mưa còi trên đấy thì loạn lạc ở ngoài đâu có hai thằng mặc nguyên bộ đồ đen luôn cũng quần sọc áo không đen này đó. Thằng này vừa chụp hình với ca sĩ vừa quay ra các đồng hóa lao rồi làm à, cái vụ xin chết ở Thanh Hóa đấy hả? Đó. Nhưng mà nó đúng là anh nhưng mà khui ra thì ông này huấn người ta trước. Tùng thì như ông cạnh ông đàn anh ông đánh không Tùng nói cơ ăn ở là hái quả đúng em là đúng hai lần một lần dí súng công an thì súng không nói nó đánh còn nói công an dí thì không sợ đúng hai lần luôn em là đúng dạng đúng là trời độ và em cũng ăn ở không kiểu đánh nhau á. Em nhớ mãi em đang ngồi bên vườn hoa luôn, chứ vậy mà bên bánh nó cua thì buổi tối buồn nó uống trà lá ngay gần đấy luôn, cách đấy luôn. Đủ mãi nó ngồi luôn này. Sau lưng em có thằng ngồi cái bàn nó như này thì mình ngồi trước nó là mình thường tại vì nó chỉ có bàn to có cái ghế thôi à, ai ghế. Mãi nó ngồi uống trà đá. Giờ 4 triệu. Đủ mãi tôi đâu khoảng 20 thằng. Đi xe máy đến. Đồng thế. Rồi đi mẹ con chó rồi giờ kiếm hết lên. Ngồi im sao đi anh chạy rồi. Đang ngồi mẹ nó chém bét thằng sau lưng luôn. Rồi em cũng đậu xỉn đang đi thì phải đến lướt xuống lên chân nó dí tận đến con quần lên chân luôn mà anh chạy con bảo anh giết người rồi cuối cùng đéo phải em phải mình nó nhìn nhầm cái đéo nào á nhìn nhầm em thằng đéo nào á nó đi bẹo chó rồi. Đấy, lúc chúng nó đang đánh nhau ở tường mái lên chân thì đúng không anh đang ngồi đấy làm gì anh chơi em kem anh không nhớ lắm nhưng mà đi bẹo chó này đúng con chó rồi. Mà từ mái chân cho quận lên chân nó gần lắm mà nó khoảng 2 cây rưỡi 3 cây à đủ quá chạy đến cục quận lên chân luôn rồi em xông thẳng quận luôn đã biết lúc bây giờ nó có chấm lộn mình không nhiều chứ mà chạy đá đủ mắt nó chỉ mặt mình mà em có thù hoài đánh nhau thằng đéo đâu là cái vụ đấy là nó căng tăng ngang chạy luôn không phải phòng ngày xưa một thời nó loạn lạc loạn lạc như kiểu một thời là nó kiểu loạn lạc là đúng hai vụ đây là em là đúng hai vụ em nhớ mãi trong đầu luôn. Có là hay có kiểu là thanh niên tụ tập gọi là mấy chục anh em xong bắt đầu là đi gọi là cà kịa đánh nhau. Có đứa họ em nhớ nó nhìn nhiễm người trong đồng hồ á. Thì bởi vậy đó. Có đứa nhiễm xin người trong đồng hồ. Đi loại. Cô cho miếng đá đi cô. Đá. Có vụ đây sợ đúng nó chạy tận cục quận lên chân tư duy của quận luôn. Nói chung mình cũng qua thời đấy rồi mình cũng hiểu. Đến để mà sống đến bây giờ thì đại loại là may mắn chứ em và không thích đánh nhau rồi không thích kiểu như là mình cũng sống trong cái môi trường đó mà mình cũng chưa bị ra một cái gì đó quá đáng tiếc đấy anh yêu em đoạn lạc luôn anh yêu em đúng là nhiều thế không bị giống mày. Hello chị.
ông Hoàng ở Hải Phòng ông nào đi kẹo gió này ông Hoàng là cứ tính ông ấy ở Hải Phòng chắc là ông đừng bao giờ lại xanh cỏ luôn đùa đúng không, không phải bị ám ông đúng không? Hoàng mà Hải Phòng nó xanh cỏ thì cái gì nữa, ông tính ông mà đúng kiểu như thế đúng không, ông cứ đi nhậu xỉn thôi đến anh em họ bạn bè chơi nhau ông có nhậu mà còn muốn đánh nhau thì nói thôi. Mà ngồi trong nhà nó đá trước mẹ hết luôn. Thế à? Ờ. Đá trước mẹ hết luôn, mình nghe mùng 1 Tết. Thế à? Nói chung với bà Hương, với anh. Thế à? Nó kêu đá trước mẹ. Nhưng mà sao lại vậy chị? Cái vấn đề là con nói á, hồi trước á, ví dụ á, mày muốn nhà ở thì mày về ở với mở con á là mẹ nó. Rồi uống má thì nó khều qua là kêu rồi uống má. Mẹ là từ đầu là tôi bắt đầu chuyển qua mẹ của tao, đừng có ai đọc vô. Anh có chuyện thằng nó đúng quá, mày cũng mình mẹ mày à, tao không gặp mẹ ai. Mà lấy giờ ai có đọc vô mẹ không? Nhưng anh vẫn kìm mà thôi, hôm nay một Tết, nó cũng về đi, chuyện nó quan trọng. Đừng có thấy, không có năm thì người yêu quá, đừng lặn tới. Đúng quá, đụng tới mẹ tao đá chết mẹ hết đá đã đó. Để cho phát mấy phát đầu. Ăn đéo được tao đập luôn. Ai lấy đây? Bữa ăn can đéo được tao đập luôn. Để cho mấy phát đầu. Nó đấm ăn phát nó đeo cái nhẫn nó sượt qua đây nè. Sượt lên. Cho nó rồi má thằng Nam Mùi á đưa ra ngoài chuẩn. Vừa đúng vừa chọn cái ly là đủ ba trăm thứ hai thứ nhỏ luôn. Quá đi chỉ một giây một thôi là đúng có cái ly là cho người ba trẻ con. Ủa anh nghỉ nó luôn á. Ngươi dù không một tết. Phải biết tính nó rồi không? Không có tăng gì đâu, nó không có gì hết không? Mà là chuyện câu chuyện là không có chuyện quan trọng, không có lớn nào gì hết. Nó chẳng có gì cả. Nó tự nhiên chơi đủ quá, đừng có đồng với mẹ tao mà đá chết mẹ. Đâu mà chọc ngay tiết tao rồi. Đấm cho ba phát luôn. Cho em nồi lẩu lên nhá. Cháu lên lẩu nhá. Ông lên lẩu đi. Lên lẩu lên lẩu. Cái châu theo để cái châu chó hay gì đó. Anh Hoàng thì lúc anh lớn rồi ra bảo ngoài mà ngồi chưa nó nhỏ nó qua rồi. Mùi ra đi. Nhân quản đi Campuchia sao? Nó kêu nó qua đây là 2 ngày nó bắt làm cả đêm một ngày. Nhưng mà làm nào làm sao? Nó đi lừa đảo. Lừa đảo gọi đấy gì? Lừa đảo với chứng khoán. Mà còn sao? Cứ bán nó không thích làm cái lừa đảo. Ý là nó không thích lừa đảo. Trốn về là sao? Thì nó bán nó trốn về nhưng mà nghe nói là trước 2 ngày là bọn kia nó vẫn cho tiền như là ăn tiêu đó. Nhưng mà ông bán ở khi mới qua là bọn nó đưa 600 đô luôn, bán không nhận. Thì 600 đô luôn? Nó bán không nhận cái đó. Sao không nhận? Nhận thì đéo về được, nó là nhận không về được. Nhận không về được luôn à? Trước khi chưa đi nữa, chưa đi luôn. Nhận là không về luôn à? Sáu. Tại nhận em là bị nó quản lý chặt hơn, tại em lỡ tiền thôi mà nó sẽ người theo dõi em. Yeah. Và nó nhận, nó biết rồi đó là trước khi nó chưa đi là bên kia nó mới sang đất cát nó chuyển nó sang đô luôn. Ừ. Là tương đương 15 triệu đúng không? Ừ. Nó bảo không em sang bọn kia nó như cho 600 đô để lấy tiền cho xài bán không nhận không em. Như kiểu là bọn là con gái mà cầm tiền xong bắt đầu là lợ phải làm loại kiểu đó. Nhưng mà nó biết rồi, em nhận nhưng mà cái thằng mà nó sang đấy nó bảo nó không nhận cái được. Nhưng nó không nhận thì bọn kia bảo cho mình. Tức là ý của nó là một phần trốn, tức là mày không nhận thì nó vẫn gửi từ việc thôi hiểu không? Mày không làm được thì đi về. Trốn thì hơi quá nhưng mà nó vẫn cho mày đường về. Một khi mà nhận tiền rồi mày tiêu hết thì kéo đừng có đường về. Nhưng mà nó biết. Khi mà nó nhận tiền nó là có sự quản lý là thì cả thằng A bên trên là mày cần tao sắm đô là tao phải quản lý mày tịch thu giấy tờ mày chứ không bán về đâu hỏi em vẫn cần đầy đủ giấy tờ mày luôn. Ừ mà nếu mà ví dụ đưa sắm đô nó thu giấy tờ sống lấy đâu rồi thu giấy tờ là đi về quản lý có khi là bán không nhận nó không thu thế là bọn kiểu tỷ viên thôi nhưng bán không ý mà nó trốn về là nó không thích làm nó tự nó đổ nó thay vì chiều nay là sáng nay khác lương nó 2 ngày đúng không đêm trốn em này luôn. Châu hoa, 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 châu
Châu ơi, tao bảo Châu này tao đi cùng rồi, nhưng mà Châu không đâu rồi. Mắm gì cũng được, anh thích ăn mắm gì anh cho mắm. Hỏi thôi, hỏi thôi. Anh thích ăn cái gì anh cho mắm. Hỏi thôi, cái gì cũng được. Mắm gì được. Em thì mắm tôm. Cây chai mắm gừng này. Ý là em thì cái gì được. Mắm gừng này. Mắm gừng để em xin. Ý là em thì cái gì được, em hỏi thôi, cái em thì được. Mắm gừng này. Mắm gừng này. Mắm gừng này. Mắm gừng này. Đây. Đây đâu đây. Không bây giờ thiếu bây giờ ý là bây giờ chai này là cái hết nửa hết cái chai này luôn rồi. Tốt là mình được rồi nhiều. Đấy thì anh cầm cho đẹp. Đây là hết rồi này. Hết luôn đấy. Hết túi mới không được. Đấy ý nó phải có chai này rồi nha. Tại vì anh em mình đến giờ anh em chưa cảm thấy đâu chưa phê, nhưng mà một tí nữa là 3-4 ly nữa anh em đúng rồi. Đã thấy là vui rồi. Rồi mà lâu gặp nhau rồi. Lâu gặp nhau anh em thấy là quá nhờ xỉn này. Chưa bấm cái này nhá. Chưa bấm cái này mà giờ bỏ đi xe này này đi rồi. Em thì giờ vẫn đi được bình thường. Hết chỗ này không? Hết chỗ này em vẫn đi được bình thường. Chẳng qua là đi được mình kiểu lạ xạ. Lượn. Đấy, nguy hiểm đấy. Mà anh đi rất là xa là em đi có 4 cây đúng không? Anh đi 10 mấy cây. Chưa nói không em bắt kịp kẻ tai nạn không được. Sao đây này? Tốn... Cái tốn lũ của em để lên cho mọi người. Lắp đi chứ nó dài quá không đi. Đấy cái đĩa mới lắp ra hay là lắp mẹ phát luôn rồi. Cảm ơn em. Nghe máy à? Nghe máy à? Nghe máy là sáng lúc mà nó ngồi đi ở Hà Ngọc Đông Bia ở lái nhậu cùng Tùng chưa? Mẹ giờ tao đang ở đăng kiểm nhậu đéo không nhậu mới 11 giờ nhậu gì? 1 giờ. Tính quả là hỏi xong là mày đang làm gì? Có bạn Ngọc luôn, có ông Dũng bán nước muỗi rất là nhiều, có không nhớ ai luôn. Mà đi vẽ hôm trước nó gọi sinh nhật chúc mừng mày đéo thế này nói lâu gì cả. Mấy bạn này nữa mày đang nói chuyện nha, không ngủ nha. Lâu quá. Đang đi à? Đang đi đâu? Đi đường à? Bây giờ về chứ nó đang ngủ. Cô Ngọc ơi, cháu đi cô lên đi Ngọc ơi. Cháu mời cô. Hai à? Cô Ngọc, cháu mời cô đi cô Ngọc ơi. Tốt nhỉ? Tiền nhiều thì cô cháu mới phải vay ngân hàng 10... Đứng lớp cháu mới phải vay ngân hàng với cô. Cháu mới vay là 10 triệu Ngọc ơi. Cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe nha. Con máy dư vẽ nó hỏng à? Máy điện thoại nó hỏng à? Nghe được chưa? Cô nghe được chưa? À máy điện thoại, máy phỏ, máy phạch đúng rồi. Thì rồi. Tiền thì cứ đi đâu dùng cái iPhone 6 thì cũng nghe được. Lấy ra nó bảo đi chạy cái máy này. Thì dư là máy iPhone 6. Cháu ơi, không được iPhone 7. Đâu, kéo lại đi, chú Minh kéo ra. Cô Ngọc có bảo đắt mẹ cái máy mua đi kìa, đéo nghe cái gì kìa. Bà mới kéo lại. Sáng chú Minh học mà. Mày bắt đầu đi. Cũng gặp mới gặp mấy tháng rồi. Mày bắt đầu ngồi, tao đi ngồi rồi. Không muốn kéo thì con kéo. Sao có thật nặng đây không kéo. Bây giờ, đi xe, anh nhìn thấy không? Đi theo đấy liền nhìn Tùng anh Quang cười như được một con sáo sậu luôn. Em muốn cho hai người ạ. Khỏe không thằng em? Cho nhìn Tùng với anh Quang nhiều luôn ha. Chừng nào vô ạ? Chừng nào vô? Chừng nào vô Sài Gòn? Thế còn cái nắng gặp nhau mà với lần sau nữa Sài Gòn anh sợ em quá, anh đi mà chủ nhiều lần sau lên ăn nha. Không sợ em đâu, anh chủ em mấy lần em đi, không chủ anh không có ăn nữa.
chủ nhật lần sau lên nhà ăn. Đúng chưa? Nhưng mà do là rủi ro. Không thì anh cũng được xuất. Lắm đấy gặp thằng em quá. Mưa vào, 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 xuất quá dương đẻo cái đéo nghèo đang ở băng vất mẹ đi wow quang dương quang dương quang sáu anh đi quang dương 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 quang Chưa báo. 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 Chưa quả là quả là cô cái quả là quả gì cô ảnh cũ mà quả gì cô quả dưa hồng cô Ngọc ấy là cũng là một sự là chiến binh đấy, cô cho mẹ vay tiền là không thuộc dạng là chiến binh. Anh nhậu quán có hả? Cái quán nó nhanh nhẹ em luôn. Trong có cái mặt tiền mày đang ốm quá hả? Ừ. Đấy, đấy. Đấy. Thế vụ thằng Vẹo với cả vợ nó sao vậy? Nó sao anh hỏi rồi? Anh đâu hỏi về công tư hỏi đi. Nó như công sự thôi, nó chỉ nói chứ là đi mẹ rồi. Con vợ nó vào đấy xong lên chứ gì đó cãi nhau bố mẹ nó chửi nó thôi chứ nên nó hỏi nó là cái này bài thuốc thôi chứ không hỏi không mẹ ông mẹ đang điên mẹ cái chữ em xong nó gọi bảo bài thuốc đây một chân mẹ rứt rồi hiểu không còn sao nhớ hiểu không mua xong lên đấy còn xong con kia nó nổ quá sụp à đâu chẳng mẹ sụp sụp lớn lên sụp sụp được. Anh nó sử dụng. Em giờ là 40 tuổi. Là 40 tuổi anh dùng nó ạ. Nó dùng ra anh dùng. Nó dùng cái gì? Nó cái gì? Đủ người chính rắn không để nó sử dụng. Anh Quang nó bị bồ đủ quá, nó đưa đẩy anh quá. Anh nói anh... Bình thường là nó đủ mà nó kêu anh này. Từ giờ anh nói thẳng luôn á. Em tên Nhung. Bây giờ em sợ là sang tên Nhung nó ăn xăm một cái bông hồng trên tay anh đi. Cho nó khỏi đi. Anh nói sai chết liền luôn. Ý là anh Quang là không xăm. Nó tên Nhung. Nó tên Nhung. Thì như này đơn giản như này. Sau một đêm mặn đầu mà anh hiểu. Mình cảm thấy hứng lên, mình cảm tôi phải xăm cái tên cái này vào đây cái này là kỷ niệm này. Chết mẹ luôn đấy đúng không? Chết để kỷ niệm cái gì đâu. Ăn luôn. Khái ăn luôn á. Bây giờ á. Tại nó từ biết là lúc nào Tết anh phải về đâu. Bây giờ sợ xăm tên Nhung nó sợ đâu. Xăm cho ai anh cái bông Nhung lên đi. Để nó thử tình cảm mà còn mình cứ nói như thế nào. Cái đâu rồi xong cái gì à? Em muốn chuyện nha. Xong rồi gì à? Xong có thỏ hay cái gì? Đâu, xong tên gì? Xong tên luôn. Tên luôn. Anh mà có mấy lá gì giống ở bài thuốc đó. Bẻ qua là... Tên. Là. Bẻ qua rồi. Tê gì ạ? À? Không bẻ lái rồi. Có rồi. Không bẻ thôi. Có, em muốn gửi ra cho anh mà. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là... Cái tên. Thằng Dương ấy, mấy vợ đó là... Nó cứ rẻ đi thôi. Sao nóng nha, là đi đi bộ. Nó đủ bao nhiêu liều nó nói. Dạ, nó liều đấy ạ. Tâm đan, đây này. Đấy, có lá gì không? Lá không? Nó chờ thêm gì đó. Tâm đan đúng rồi. Làm có lại nha. Vô ra. Anh nói với nó, anh bây giờ nó bỏ anh xử này nó không tăng. Nó liều đi. Đang trong vấn đề giải quyết.
ăn lớn tuổi làm như con lít như... Tâm sự với anh không chưa đâu. Cảm ơn em luôn. Em chỉ nói nó thật, anh ơi, em sợ anh nói nhầm. Bây giờ anh xác định nó thật luôn. Tôi, không? Anh em mình bị mẹ mình chi kỷ mới được, chứ cô nói chưa tâm sự đâu. Bây giờ là trong đang trong vấn đề giải quyết. Thì anh Quang là được. Thằng dẻo bây giờ nó lộ cái gì với ai đâu. Em chi kỷ với nó đúng không? Không cảm thông luôn mà, nó chưa nói anh luôn. Có anh lớn rồi, nếu mà nó không nói thì anh khơi ra nói. Đâu có đặt. Đúng rồi, chứ anh qua anh đâu có bịa ra được cái chuyện đấy nó được. Nhưng mà gọi ý mình nó làm gì vậy chứ mẹ ơi. Chứ nó bỏ đi. Không, em không nói nó. Bỏ thì kệ nó thôi. À thì nói chung là nó có cái lý do của nó. Ai có lý do riêng của nó. Em đâu ý nó anh. Không, em với thằng Tùng nó không có tự. Ừ. Đấy. Nói chung là có lý do riêng. Tùng ăn đi được gấp nữa Tùng ơi. Gấp đi, gấp đầy đủ mà anh em. Em đâu có làm ăn. Em có nè. Có chưa? Có đầy đủ chứ. Đó là phòng chó thảo đấy cũng được cho nó. Mới năm ngoái phòng chó nó suốt ngày nó cứ. Anh đè vào đây đi, đè vào đây nó bị nhão. Anh nhìn sao ấy? Em bỏ qua đây, em bỏ qua đây. Bỏ đây là cái kia là cái thịt luộc nó khác. Thôi là gấp phải ai cũng cần nhau ấy. Ai cũng nhẹ nhàng ra khổ thôi được. Ai còn đi nhau ấy. Em ba miếng à. Mỗi anh em mỗi người ba miếng mà. Thôi rồi, mà tại đây. Em 4 miếng luôn đi. Tôi mua quả quả dưa. Quả dưa đúng không? Phải ăn đi đừng có công tác. Tùng mới làm một chút này là chút dưa dầu ngoài. Không. Ừ, mời các anh. Mắt mếu, hoa lớn, hộp đè lớn, hộp đè lớn.